Đến 18 giờ chiều ngày 15 tháng 9, lực lượng chức năng Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết của người đàn ông được phát hiện trong nhà trọ khóa trái cửa. Nạn nhân là anh Trung, quê Cần Thơ. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, vợ anh Trung đi làm về nhà trọ thì thấy cửa phòng trọ khóa trái bên trong. Nghi có chuyện chẳng lành, vợ anh cùng mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện anh Trung đã tử vong nên báo cơ quan chức năng. Công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Tân sau đó đến khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân. Được biết, vợ chồng anh Trung làm công nhân tại một công ty trên địa bàn. Thời gian gần đây, anh Trung bỗng phát bệnh nặng nên phải xin nghỉ việc dài hạn ở nhà để điều trị bệnh.